Chào mừng em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của Hội. Và hôm nay em vừa mới nhập lại được một chiếc Montblanc từ khách quen lên đời sản phẩm bên em. Thì nếu em nào chưa biết, bên shop em có một chế độ sẽ gọi là hỗ trợ dành cho khách hàng của bên em. Nếu anh em nào đang có một chiếc đồng hồ ít sử dụng hoặc là mình không thích sử dụng nữa và anh em cũng đang quan tâm một chiếc đồng hồ khác bên em, thì anh em có thể liên hệ thông tin của em dưới phần mô tả hoặc là số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, gửi đầy đủ thông tin chiếc đồng hồ mà anh em đang có và em sẽ định giá thu cũng như là sẽ đưa ra một cái mức giá bù trừ hợp lý và để anh em mình có thể giao lưu vui vẻ. Đó là một cái chế độ dành riêng cho khách hàng của bên em. Và em lưu ý là đồng hồ phải chính hãng thì em mới thu anh em nhé, và đồng hồ em bên em không lưu đồng thu đồng hồ fake. Rồi quay trở lại với chiếc Montblanc lần này thì đây là một chiếc đã qua sử dụng, vẫn còn đầy đủ hộp sắt như anh em đang thấy ở video đây. Em sẽ mở hộp dần ra để anh em cùng theo dõi. Hộp ngoài ha và hộp da ở phía trong, em sẽ lấy hộp da ra. Phía dưới này mình sẽ có một cái ngăn để cuốn sách của Montblanc. Em sẽ dời cái hộp này qua một bên. Đây, service guide của Montblanc cũng khá là dày dặn và thiết kế rất là đẹp. Ở trang cuối cùng anh em quan sát nhé, trang cuối cùng chúng ta sẽ có thông tin bảo hành. Thì đây là một chiếc hàng sách tay và đã bị cắt bảo hành hãng rồi, cho nên chúng ta sẽ có một cái thẻ trắng được đây. Montblanc họ không làm thẻ rời riêng mà họ làm chung trong cuốn sách Service Guide này luôn. Như em nói thì nếu mà hàng chính ngạch chúng ta sẽ có con dấu đại lý cũng như là mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày mua, các kiểu được ghi ở đây. Và chiếc này hàng sách tay thì bị cắt cái chế độ bảo hành toàn cầu rồi, cho nên chúng ta sẽ có thông tin trắng, không có bất cứ một thông tin nào được ghi ở đây. Và nếu anh em mua bên Hội thì bên em sẽ có bảo hành shop, cho nên em có thể hoàn toàn yên tâm khi anh em sử dụng đồng hồ này. Cắt bảo hành hãng, cắt bảo hành toàn cầu và bù lại mình sẽ được mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều. Đây sẽ là hộp trong của Montblanc, hộp vẫn còn rất là mới đẹp, không cái gì hộp mới cả. Và hộp da logo Montblanc ở đây, mình sẽ mở hộp ra. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái logo ở này em nhé. Và đây sẽ là chiếc đồng hồ mà em muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay. Một chiếc Montblanc thiết kế rất là classic ha, cổ điển, 3 kim một lịch. Và điểm đặc biệt của nó là nó sẽ có toàn thân được làm bằng vàng đúc 18K, màu rose gold, vàng hồng. Đây em sẽ show qua cho anh em thấy cái độ mới của sản phẩm này. Và mặc dù đã qua sử dụng rồi đó, nhưng mà anh em thấy không, còn cực kỳ sáng và đẹp. Tại vì anh khách này anh rất là nhiều đồng hồ, anh chỉ mua về anh đeo chơi chơi vài lần thôi. Nó sẽ có vài vết trầy xước khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên là em quay với ánh sáng sáng mạnh quá thì nó sẽ hơi khó thấy những cái vết xước đó một tí. Tuy nhiên em cam kết là nó sẽ vẫn còn rất là đẹp và chưa trải qua spa đánh bóng gì cả, còn cực kỳ mới và đẹp luôn. Và anh em cũng biết là bản chất của vàng thì nó sẽ mềm hơn thép rất là nhiều, vì anh em sử dụng nhiều thì nó sẽ dễ để lại những cái vết trầy xước. Và cái sản phẩm này cực kỳ ít sử dụng cho nên những cái vết nó rất là ít, hơi bị khó thấy khi nhìn qua video ha. Rồi mình sẽ quay những thông tin chính. Chiếc Montblanc này sẽ có cây size 40mm và với cây size như thế này sẽ phù hợp với anh em cổ tay Việt Nam. Đại đa số anh em cổ tay Việt Nam, anh em cổ tay chỉ khoảng tầm 15.5 trở lên, khoảng tầm 15.5 đến 16 thì đeo chiếc này rất là đẹp. Trừ khi nào anh em tay quá bé như em thì sẽ không đeo được chiếc này, tay em chỉ khoảng hơn 14 một chút mà thôi. Và đối với những cổ tay khoảng tầm 14 thì những chiếc cây size 40 này sẽ này hơi to một tí rồi. Và cái cây size này thực sự là rất là dễ sử dụng cho nên em hoàn toàn yên tâm. Về mặt thiết kế thì chiếc này chúng ta sẽ có một cái mặt chảy tia, mặt màu silver, màu trắng bạc ha. Và anh em cũng thấy nó được chảy tia bên trong, tia nó không phải hoàn toàn là tia thẳng anh em nhé, nó sẽ có những cái tia xoáy như thế này, nhìn rất là ảo diệu. Đây anh em cũng thấy nha, vừa thẳng vừa xoáy, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Về phần cọc số chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa hai loại, đó là cọc vạch ở cái vị trí như là 1, 2, 4, 5 và 3 vị trí là 12, 3 và 9. Chúng ta sẽ có cọc số học trò hay còn gọi là cọc số Arabic. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có cái ô lịch ở đây và dòng chữ Swissmet phía dưới ô lịch như thế này. Phần bên ngoài mình sẽ có thêm các cái vạch chi phút rất là thuận tiện cho anh em trong cái việc xem giờ cũng như là chỉnh giờ giấc. Kim của chúng ta đây, 3 kim một lịch và kim dây của nó sẽ là kim dây được nung xanh. Kim được nung xanh nó nghĩa là kim thép, và khi chúng ta nung ở một cái nhiệt độ nhất định thì thép nó sẽ biến đổi màu và nó sẽ ra cái màu xanh như thế này, rất là đẹp. Khi ở ngoài nắng, ngoài trời nhìn vào cái màu xanh này cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế cơ bản và đẹp anh em ha. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có tên thương hiệu Montblanc Automatic, rồi đơn giản như vậy thôi. Thân vỏ chúng ta sẽ được làm bằng thân vỏ vàng đúc nha, được đánh bóng toàn bộ. Đánh bóng toàn bộ luôn. Và đây là núm của Montblanc, chúng ta sẽ có cái logo hoa tuyết ở đây, cũng sẽ được khía xung quanh như thế này. Và không có núm vặn riêng gì cả anh em nhé, anh em vặn lên như thế này sẽ là lên bóc tay nè.
anh em rút một nấc thì sẽ là chỉnh lịch ngày. Đây, chỉnh lịch ngày. Và rút hai nấc chúng ta sẽ chỉnh lịch giờ, rất là quen thuộc rồi. Rồi khi chỉnh xong thì anh em nhớ nhấn là xong. Rất là cơ bản thôi. Sản phẩm sẽ đi kèm với một bộ dây da cá sấu, và anh em cũng biết Montblanc họ là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng, vì vậy cái phần da họ lựa chọn là cái phần da cá sấu đẹp nhất để làm cho dây của mình, nên cái vân nó cực kỳ đẹp. Và đây sẽ là mặt sau dây. Anh em mua đồng hồ cũ dây da thì anh em nhìn mặt sau anh em có thể biết được độ mới của nó, tại vì nếu đeo nhiều thì dây nó rất là tả. Và em đánh giá là chiếc này vẫn còn khá là mới, nó không bẩn không tả lắm, vẫn có logo Montblanc ở đây. Đây dây da cá sấu ha. Và đây sẽ là đáy của sản phẩm, một sản phẩm có đáy hở và tất nhiên là kính sapphire rồi, kính sapphire hai mặt. Đối với những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thì đó là một cái điều mặc định luôn rồi, họ không dùng kính cứng hoặc kính khoáng gì cả, tất cả sẽ được kính với sapphire. Chúng ta sẽ có thêm một số thông tin, ví dụ như độ chống nước sẽ là 33, và anh em lưu ý điều này, đây là không phải là một chiếc đồng hồ lặn, không có tấm phản ren, cho nên anh em cố gắng hạn chế tiếp xúc nước càng nhiều càng tốt. Anh em chỉ có thể là rửa tay nhẹ thôi, không để trực tiếp đồng hồ này dưới vòi anh em nhé. Để dưới vòi nó sẽ là cái áp suất nước rất là lớn và rất dễ vào nước. Anh em chỉ rửa tay và để nước nó chảy vào thì vẫn ok, hoặc là đi mưa nhỏ thì vẫn ok thôi. Nhưng mà đối với chiếc chống nước chỉ có 33 và đi kèm dây da như thế này thì khi mình tiếp xúc nước thì mình nên tháo ra. Đó là một cái điều lưu ý em dành cho anh em. Đây chúng ta sẽ có thêm dòng chữ 500H, có nghĩa là 500 giờ. Và chiếc đồng hồ có cái được truyện cái biểu tượng như thế này, có nghĩa là chiếc đồng hồ này đã trải qua bài test 500 giờ sau khi xuất xưởng của Montblanc. Nghĩa là sau khi Montblanc hoàn thiện chiếc đồng hồ này, họ sẽ đưa vào chỗ test và test liên tục 500 tiếng. Sau khi đạt tiêu chuẩn yêu cầu đầu ra thì mới xuất xưởng và đến tay của khách hàng. Đây là một cái bài test rất là khó của Montblanc, và sản phẩm này đã đạt chuẩn rồi. Swiss Made nè, sản xuất Thụy Sĩ nè. Chúng ta sẽ có các truyện vàng ở đây, truyện đầu chó, truyện U750. Cái truyện này thì mình cũng thật sự mình không biết truyện gì. Đây là cần tiểu ly. Ở phía bên này chúng ta sẽ có serial number của sản phẩm ha. Rồi phần bên trong thì mình sẽ có tên thương hiệu Montblanc nè, dòng Heritage Geometer. Anh chữ này là geometry, là theo viết theo tiếng Pháp thôi, và tiếng Anh của nó sẽ là geometer. Nhiều anh em hay thắc mắc điều này. Rồi phần bên trong chúng ta sẽ có thông tin số được ghi rất là rõ ở bánh đà này, rotor nè, tên thương hiệu Montblanc nè, bộ máy sẽ là MB2409, 25 chân kính nè, Swiss Made. Và bộ máy này sẽ được phát triển dựa trên bộ máy gốc của Celita SVK300, một bộ máy top grade của Celita. Chúng ta sẽ có 42 giờ tích cóp cũng như là tần số rộng là 28.800, một cái thông số khá là cơ bản. Và vì đây là một bộ máy top grade cho nên chúng ta sẽ được đánh vân khá là đẹp ha, vân xoáy ở cái vân chảy sọc ở cái phần rotor như thế này, khá là đẹp. Máy về máy móc thì thực sự Montblanc trang bị một cái máy rất là bình thường và thôi. Và máy này ưu điểm của nó sẽ rất là lành tính, cho dù nó có hư hỏng như thế nào đi nữa thì cái việc sửa chữa của nó cũng rất là dễ dàng trong cái việc tìm kiếm phụ kiện cũng như là sửa chữa. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần khóa. Đây khóa vàng ha, tên thương hiệu Montblanc, tuy nhiên nó sẽ không phải là vàng đúc. Anh em để ý phía sau nè, chúng ta sẽ có một cái chữ là GB10 ở đây. GB10 thì có nghĩa là Gold Cap 10, nó bọc vàng với độ dày là 10 micron, và ở bên trong của nó sẽ là thép không gỉ, nó được bọc một lớp vàng với độ dày 10 micron lên trên, cho nên khóa này không phải là khóa vàng đúc anh em nhé. Nếu mà làm khóa vàng đúc thì giá thành của nó sẽ đội lên một tí. Và với một cái sản phẩm có một cái độ mới như thế này, đầy đủ full box bảo hành và anh em đầy đủ, thì em đang giao lưu mức giá chưa tới 100 triệu, khoảng tầm lên quanh 100 triệu mà thôi. Nếu anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ thông tin dưới phần mô tả của em hội. Hoặc là cứ add Zalo và anh em mình sẽ cùng nhau trao đổi thêm. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp anh em những video lần sau.